Ngày 20 tháng 7 năm 2022, tại hội chứng lớn D1, Học viện Ngân hàng long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học Chính quy khóa 21. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các bậc phụ huynh và toàn thể các em sinh viên Đại học Chính quy tốt nghiệp năm 2022. Một lần nữa, xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các quý vị và các bạn. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Kim Hảo, Phó Giám đốc phụ trách Học viện đã chúc mừng các tân cử nhân của Học viện Ngân hàng năm 2022. Phó giáo sư tiến sĩ chia sẻ rằng khóa học 2018-2022 là một khóa học hết sức đặc biệt của thầy và trò Học viện Ngân hàng. Xin nhiệt liệt chúc mừng 1.796 sinh viên sau 4 năm miệt mài học tập, nghiên cứu và rèn luyện đã chính thức tốt nghiệp và trở thành các tân cử nhân của Học viện từ ngày hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ hy vọng rằng với những kiến thức đã thu được trong suốt quá trình học tập tại nhà trường, các bạn sinh viên sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện để phát huy, ứng dụng vào thực tiễn, thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh của sinh viên Học viện Ngân hàng khi chuẩn bị bước vào chặng đường mới với rất nhiều khó khăn và thách thức. Xin chuẩn bị xuống đây, lên sân khấu để trao bằng cho các bạn sinh viên Học viện Chính quy, xin trân trọng kính mời cô. Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Giang, Đặng Thị Hường, Trần Thị Phương Ánh, Đàm Bảo An, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thị Khánh Linh, Lê Thu Thảo, Nguyễn Thị Hảo Linh, Nguyễn Thị Thu Huyền. Thay mặt cho các tân cử nhân khóa 21, bạn Nguyễn Thị Linh Chi đã xúc động phát biểu lời tri ân sâu sắc tới bố mẹ, thầy cô, các phòng ban chức năng đã tận tình chỉ bảo, động viên, dạy dỗ và giúp đỡ đầy yêu thương trong suốt 4 năm học vừa qua và xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín, phát triển thương hiệu Học viện Ngân hàng trên chặng đường sắp tới. Kính thưa thầy cô và các bạn thân mến, nhân lễ tốt nghiệp ngày hôm nay,
Một lần nữa em xin thay mặt cho bạn tân cử nhân kính gửi lời chia chân thành và sâu sắc nhất tới thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã luôn đồng hành cùng chúng em để tạo ra những thước phim thành sự thật đẹp, thật đáng nhớ. Dù có như nào thì học viện Ngân hàng vẫn mãi ở đây, ở ngay trong ngực trái của chúng em. Em cũng xin kính chúc học viện Ngân hàng ngày càng phát triển lớn mạnh và thành công. Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học Chính quy khóa 21 đã khép lại trong nhiều cảm xúc đan xen. Một chặng đường sinh viên đã trôi qua với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Và chúc cho các bạn sinh viên khóa 21 sẽ tự tin, năng động, nhanh chóng tìm được vị trí làm việc tương xứng với năng lực của mình và đạt được nhiều thành tựu trên con đường tương lai.